Câu hỏi 3 Hiện nay tôi thấy có đạo tuyên bố là Khi hội Long Hoa khai mở Thì loài người sắp đi vào chu kỳ hoại diệt Khi đó Đức Phật Di Lạc sẽ xuất hiện cứu vớt loài người Và con người tu theo sẽ được thành Phật Xin ban giải đáp giải thích cho chúng tôi được hiểu thêm Hội Long Hoa là hội gì Và con người tu như thế nào để thành Phật ạ à? Tôi là Thiền gia Ngọc Lâm, là thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Trấn Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ ba của chị Uông Thị Kim Tiến. Cái câu hỏi này của chị thì nó có tới 4 ý luận Ý thứ nhất là hội Long Hoa, là hội con rồng ngậm cành hoa sen đem đến hạt chân Như dạy công thức thành Phật. Ý thứ hai là muốn cứu trái đất không bị hoại sớm thì hãy xem bí kíp của vị Phật dạy cứu trái đất và con người áp dụng cho thật đúng thì trái đất và con người không bị hoại sớm ý thứ ba đó hội long hoa là hội con rồng ngậm cành hoa sen đem đến hội à, mục đích là dạy cho những ai muốn trở về phật giới thành phật cái ý thứ tư còn muốn thành phật thì dễ như ăn cơm cứ vào nhà ông google hỏi ông youtube câu muốn thành Phật phải làm sao thưa ông YouTube ông YouTube sẽ trả lời liền nhưng có muốn thành Phật hay không hay muốn thành gì khác ông YouTube cũng trả lời được mời chị có hỏi tiếp